Dự báo giá cà phê ngày 13 tháng 7 năm 2024 liệu có tăng trở lại. Theo các đại lý, xuất khẩu từ Việt Nam chậm lại khiến nguồn cung toàn cầu thắt chặt. Bên cạnh đó cũng có những lo ngại về triển vọng cho vụ thu hoạch tiếp theo của nhà sản xuất Robusta hàng đầu thế giới do thời tiết khô hạn trong năm nay. Hoạt động giao dịch hiện nay rất trầm lắng và sẽ tiếp tục trì trệ trong vài tháng tới. Việt Nam sẽ bắt đầu thu hoạch vụ cà phê tiếp theo vào khoảng tháng 11 năm 2024. Dữ liệu của Hải quan Việt Nam cho thấy, xuất khẩu cà phê nửa đầu năm 2024 đạt 893.820 tấn, giảm 11,4% so với một năm trước đó. Tính riêng tháng 6 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 70.202 tấn, giảm 11,5% so với tháng 5 năm 2024. Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy vụ mùa cà phê của Brazil sẽ có sản lượng thấp hơn so với dự kiến. Đối với cả Robusta và Arabica, theo Chủ tịch Capemachio Ferreira, sản lượng cà phê Robusta có thể giảm khoảng 10% so với dự kiến. Trong khi sản lượng cà phê Arabica có thể giảm 5%, thời tiết khô nóng trong quá trình phát triển cây trồng đã làm giảm kích cỡ hạt và ảnh hưởng đến năng suất sau báo cáo CPI mới nhất khả năng cục dự trữ liên bang Mỹ hạ lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên. Ngân hàng Trung ương Mỹ đang giữ lãi suất trong phạm vi 5,25 đến 5,5%, cao nhất trong hơn 22 năm. Cà phê tăng còn do lo ngại điều kiện khô hạn hơn bình thường có thể ảnh hưởng xấu đến cây cà phê của Brazil và Việt Nam. Đây vẫn là thông tin cũ từ đầu tuần, nhưng trong bối cảnh tình hình chưa có gì cải thiện thì đây vẫn đang là yếu tố thúc đẩy giá tăng trên hai sàn. Tại thị trường trong nước, Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7 năm 2024 như sau. Theo trang www.gia.com, VW, VW, giá cà phê trong nước giảm mạnh 1.500 đồng kg nằm trong khoảng 125.600 đến 126.200 đồng kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 126.200 đồng mỗi kg. Giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, con tum là 126.200 đồng kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, Chiêu Prong là 126.200 đồng. Ở Pleiku và La Grai cùng giá 126.100 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Con Tum ở mức giá 126.200 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 126.100 đồng kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà. Cà phê được thu mua với giá 125.600 đồng kg. Giá cà phê hôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk ở huyện Cư Mờ Ga Cà Phê được thu mua ở mức khoảng 126.200 đồng mỗi kg. Còn tại huyện IAH Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 126.100 đồng kg. Dự báo giá cà phê ngày 13 tháng 7 năm 2024 tại thị trường trong nước quay đầu tăng nhẹ trở lại. Từ đầu tuần, thị trường cà phê liên tục đảo chiều. Phiên vừa qua, các sàn cà phê chịu ảnh hưởng tích cực từ thông tin lạm phát Mỹ hạ nhiệt mạnh vào tháng 6, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sẽ sớm giảm lãi suất.